Chung kết, lại phải chung kết rồi. Hai trận mở quiz không lên đời. Chào anh Trần Anh nhé. Anh em nào mới vào xem thì bấm chút thời gian nhấn nút like và nút share giúp cặp quýt cố gắng kiếm được cái Tết bánh chưng xôi thịt đầy đủ. Quần bài bên họ cũng khá là đẹp. Nãy giờ chung là chưa trận nào bên họ không lên đời cả, trận nào bên họ bài cũng đẹp. Bên mình thì mấy trận rồi quýt không lên đời. Rồi xúc nào. Để xong quýt đi. Quân AC, vâng AC hit. Hôm nay quýt gọi là bay và bên còi lại cầm seng. Còi 4 trận cầm seng rồi. Bên họ là seng xăm, bên mình là AC hit. Quýt này cầm AC. Đang hôm nay em cứ quay máy của quýt là quýt cầm AC thì phải. Cái trận nào mà quay máy của Alonso là bên mình quân thịt. Mà AC rồi cỏ cây mãi vàng đôi khi lúc các cụ bảo rồi. Đến lúc tiền nó không quan trọng đâu. Trận này Hitty của Alonso. Bả qua Alonso nào. Bả qua đầu quá quả 7. À tươi. Trận này Hitty của Alonso chắc sẽ đánh chém thôi. Alonso không phải một chủ lực cứng lắm. Bài có thấy về hơi đầu rồi. Cố gắng bài chém mình nó tươi tươi tí có thể chém thời điểm đầu tốt. Ít nhất là cần với lại con sen, hoặc là nếu mà sen đánh cung thì phải cân được với sen. Hy vọng một bài Hitty tươi. Quyết đi. Vâng, bãi quả là 6 cây nhưng mà bãi vàng bao phủ xung quanh. Và mọi người theo dõi em xin phép ra ngoài đi vệ sinh cái. Nãy rồi uống nhiều nước quá. Và cảm ơn anh Trung Hiếu nhá. Alo, vâng em trở lại rồi đây. Vâng như vậy là quýt tuần này là ăn tranh với màu 2. Màu 2 bị dương còi lại cầm seng. Ở dương còi này cầm khá nhiều trận seng rồi đấy. Đến bây giờ là có 4 trận được cầm seng. Xe quýt ơi. Đã qua mình máy của Alonso nào. 25 trên 28. Kích. Một bài không quả phụ phải. Một bài không quả phụ an toàn hiệu. Vậy xem cánh cánh của quýt. Bên này sẽ Summer. Cố gắng làm trận chung kết.
gặp một con voi. Vâng, Barry Hill này chỉ có 4 con thôi. Vâng, quýt báo về bài xiang 8%. Vâng, cho game này là game đế chế anh nhá. Tiếng Việt nó gọi là đế chế, còn tiếng Anh nó gọi là S up cái gì đấy, em không giỏi tiếng Anh lắm. Ngày xưa học tiếng Anh nó hơi ngu. Tí nữa đúc vì cái môn tiếng Anh đấy. Vâng, anh Bùi Kỳ đang bảo là chuẩn bị 5 giờ chiều rồi. Còn lâu hết giờ mà. Em thấy bảo là như vậy tầm 6 giờ hết giờ. Một bài kích 10, tầm 14-40 để cho City của nghiệp thủ Alonso. Cam quyết xem bị chọc chưa. Cùng cánh chen 8% giò ấy rồi. Họ đã có giò mình, bây giờ mới vừa đóng nhà điều kiện xong. Thực vẫn chưa dồn đến đủ. Thiếu thực nữa, 4 thực lẻ nào rồi, kích. Và kích 11. Em năm nay là tính ra là cũng 26 mùa xuân rồi anh ạ. Con giò khả năng mới chỉ có giáp nên họ vẫn chưa dám hổ báo thì phải. Một xe lên đời rồi, thôi én nhanh. Én nhanh còn kịp. Con giò sang nhà Alonso ấy nhá. Cả con giò ở màu 2 sang nhà Alonso đấy. Cố gắng khung nhà nào. Xem Alonso nào. Đây dân màu 2 rồi. Nông dân màu 2. Vâng, mình chọc họ và họ cũng chọc mình. Hai người chọc nhau. Bảo vệ vào một cái nữa. Có nào. Vâng, như vậy vào về nhanh. Được rồi, như vậy có thể bò bê vậy vào. Vâng, con giò vẫn chọc xuyên được. Xin lạc đà nào. Rồi, như vậy chốt e xong. Một cái nữa đỡ chọc xuyên. Bãi vàng đã kín. Con giò trận này lực khá là yếu, con giò có chung không công nghệ. Họ ăn vàng ngay chỗ cái vực ấy Quinn nhá, chỗ nhà ấy. Có cung lừa rồi, một bài xiang rất là full 8% thì xiang nó là mắc của mắc rồi. Hết gỗ ạ. Rồi như vậy là con giò, con ngựa lạc đà không có giáp thì phải. Cố gắng giữ đống nông dân này. Xây nó cái đang xây dở kìa. Đang bị con tê của 4 công lên đây. Trận một lực rất là hiếu. An toàn hiếu lên đời. Cảm quyết đi. Tham đang là 24/52 đang bị lạc đà màu 2 đồng thế là rời. Cho quýt xin nhầm gỗ đi Alonso ơi. Em thấy thích con gái đây anh Bùi Kỳ ạ, em không thích con trai đâu. Cố gắng chỉ chạc thủ cái hốc này. Có cung lờ lên rồi. Một khoái thế nhỉ. Cứ trận quân tươi tươi tí thì quân họ cũng đẹp, lại còn có sen nữa chứ. Có hàng sửa trong không? Sửa đi. Sửa nào. Cố gắng lên. Vâng, như vậy nó lọt mất rồi. Khoái thật. Map bài xiềng 8% lên đời một vinh một vạch.